Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin giờ thứ 9 phát sóng hàng ngày trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, nhân dịp Pháp hội Đại bi Quan Âm thân lực gia trì tại Đại Bảo Tháp Tây Thiên từ 16 đến ngày 18 tháng 3, Đức Drupa sẽ cử hành đại lễ gia trì và khai mở Đại Mandala Ngọc Đá Quý Phật Quan Âm Đại bi Thiên Thủ Thiên Nhãn. Trong quá trình kiến lập Mandala và trong suốt thời gian 3 ngày của Pháp hội Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, Đức Drupa và Tăng đoàn truyền thừa Drupa sẽ liên tục cử hành khóa lễ cầu nguyện triệu thỉnh Đức Phật Quan Âm giáng lâm vào trung tâm Mandala để ban gia trì. Mandala Đại bi Quan Âm là một hình thức nghệ thuật mật truyền siêu Việt bắt nguồn từ Phật giáo Kim Cương Thừa thời Ấn Độ cổ xưa, do chính Đức Phật Thích Ca truyền cho Tỳ Kheo Ni Liên Hòa.